Thưa quý vị và các bạn, trong một lần trả lời nữ nhà báo Cuba, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Tôi tự nguyện dâng hiến đời tôi cho nhân dân tôi, cho dân tộc tôi và cho cả nhân loại." Những lời cảm động ấy đã tạc vào ký ức của lịch sử, ký ức của muôn đời. Và người đã dành trọn hành trình cuộc đời của mình để đi tìm lời giải cho mục tiêu độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, đã làm nên một biểu tượng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1911, anh Văn Ba trên con tàu La Tour de Chevin rời bến Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định ra đi của một con người mà lịch sử đã minh chứng là sáng suốt và phi thường. 21 tuổi, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến nước Pháp hoa lệ để tìm hiểu ý nghĩa đích thực của ba từ tự do, bình đẳng, bác ái. Có mặt trên nhiều nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ, vừa học hỏi, nghiên cứu và hòa mình vào thực tiễn đấu tranh của công nhân và các dân tộc bị áp bức để tìm con đường giải phóng dân tộc. Trả lời một nhà báo Mỹ, Anna Latrobe, thì người nói: "Lúc này nhân dân Việt Nam, trong đó có cụ thân chính tôi, thường tự hỏi nhau, ai là người sẽ giúp mình thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp? Người thì bảo là Nhật, có người lại bảo là Anh, có người lại bảo là Mỹ. Thế là tôi quyết tâm ra đi để tìm hiểu các nước làm ăn như thế nào, may ra về giúp đồng bào tôi." Từ thực tiễn của cách mạng tháng 10 Nga và luận cương những vấn đề về dân tộc và thuộc địa của Lenin, người xác định chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Sau hơn 30 năm bôn ba nước ngoài, mùa xuân năm 1941, tại Cao Bằng, người đã về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã làm nên thành công của cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo ông Nguyễn Minh Châu, nguyên giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên, chủ nghĩa yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của truyền thống yêu nước, tinh hoa của dân tộc Việt Nam với hệ tư tưởng tiên tiến của giai cấp công nhân mà chủ nghĩa Mác Lênin là đại diện. Ngay trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì người được tuyên bố là không có gì quyền độc lập tự do, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu ngã nô lệ. Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giữ vững nền độc lập. Đấy là khát vọng của người và đó là hoài bão của người và là khát vọng và là hoài bão của cả dân tộc Việt Nam. Và cùng chính vì vậy, cho nên người sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Trên cương vị người đứng đầu của đất nước, nhưng cuộc sống đời thường của người vẫn luôn thanh tao, giản dị, luôn lo nghĩ cho nước, cho dân. Gần 60 năm trôi qua, trong lần Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, ông Trần Văn Tư, năm nay 90 tuổi, vẫn không quên những lời căn dặn của người. Nhân dân Kim Liên phải ra sức thi đua lao động sản xuất để cuộc sống được no đủ hơn. Thì bác mới hỏi chứ bà con ở đây trước hết là làm một thực xã có vui không? Thì bà con mới nói dạ thưa bác thì là làm một thực xã vui lắm ạ. Rồi là nhưng mà làm thế nào tức là ở đây hơn các cái xã khác đi, sản xuất hơn đi. Thì đây lần sau là bác sẽ về. Trước lúc người ra đi, người dây dứt một điều: sắp đến ngày khai trường, các cháu đủ sách vở chưa? Nước sông Hồng lên cao đã lo cho dân sơ tán chưa? Người thèm nghe một câu hỏi dân ca sĩ nghề, một câu hỏi người nhớ đến quê hương. Trong đoạn đầy đau khổ của dân tộc, cũng chính từ mảnh đất này, người đã ra đi để làm thay đổi hình hài số phận của cả một dân tộc. Từ vong quốc nô tới độc lập, từ nô lệ tới tự do, khát vọng độc lập vững bền cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc thực sự cho dân tộc và nhân dân luôn mãi tỏa sáng để mọi thế hệ người dân Việt Nam hôm nay và mai sau tiếp bước để xứng đáng nhất với tâm nguyện và hoài bão của người.